chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình, và mình là Slenderman đây. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình, và mình là Slenderman đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cái series Minecraft tập làm thợ săn. Và cái, như mình đã nói ở tập trước, đó là cái tập này rất là đặc biệt, khi mà sẽ có một cái gọi là chuồng bò, gọi là triệu đô. Một chuồng bò mình được xây, mình phải bỏ ra phải biết bao nhiêu là triệu đô luôn á, mình mới xây được cái chuồng bò này. Cái chuồng bò này rất là đặc biệt và rất là đẹp. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ra xem cái chuồng bò đó đẹp như thế nào. Và mình sẽ thu hoạch lúa để đem đi dụ bò. Oh man, lúa có chưa? Có rồi nè. Và đây, đây là cái chuồng bò mình xây. Trời ơi, mình tốn rất là nhiều tiền với cái chuồng bò này. Mình tốn hàng triệu đô la để mình có thể xây được cái chuồng bò này. Và rất là kỳ công đó các bạn. Và đây là cái mặt chuồng bò này, có hình một cái mặt con bò luôn. Một hình một cái đầu con bò gọi là phiên bản siêu bự. Đó. Và đây, bây giờ mình sẽ trang trí cái chuồng, mình sẽ để cái chuồng bò này. Thiếu một block đào đất đây. Mình lấy cục đất mình đắp lại coi. Để nó rớt ở ngoài nhìn nó gớm quá. Nó lỗ lỗ nhìn nó gớm á. Rồi. Đó. Đắp vô. Và mình đã chuẩn bị các hàng rào sẵn rồi các bạn. Và mình sẽ, bây giờ ở tập này thì mình sẽ gọi là mình trang trí sơ cái này thôi. Còn ở những tập sau mình sẽ gọi là lên một cái tầng nữa. Có lẽ là mình sẽ lên một tầng nữa thì nó sẽ hợp lý hơn các bạn. Tại vì mình thấy là lên một tầng thì nó, đó, mình sẽ đẩy con bò trong đây. Lên một tầng nữa có lẽ là sẽ ok hơn. Đó, mình sẽ dụ mấy con bò vào đây. Một tầng nữa ha, thì sẽ có gọi là hai tầng để cho mấy con bò nó ở thoải mái hơn. Ồ, chưa gì trời tối rồi. Ok, mình sẽ chỉnh là cho nó trời sáng đi. Vì mình mới vào mình rất là ghét trời tối, mà không mình lại về mình ngủ nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi thu hoạch lúa. Rất là đơn giản, easy. Thì ở đây là có mấy con cừu nè. Và nếu các bạn thích thì hãy comment ở dưới, và để cho mình biết là các bạn ở tập sau, tập sau và tập sau nữa mình có cần phải làm một cái đầu con cừu như thế này không? Một cái chuồng cừu như thế này hay không? Thì các bạn hãy comment ở dưới cho mình. Nói thật là mình xây cái chuồng bò này tốn rất là nhiều tiền, tính cả triệu đô các bạn. Rất là tốn. Ồ, lúa lên đẹp quá các bạn. Trời ơi, đẹp không? Nó di chuyển nè. Wow, cái resource bắt này rất là đẹp. Nó di chuyển rất là đẹp các bạn. Nhìn đi như là chị luôn, mình sẽ lấy lúa. Rồi, mình sẽ trồng lại. Ok. Mình sẽ lắp lại ha. Rồi, thì mình có hai cái hạt giống ở đây. Mình gọi là giống ở đây thì mình cầm theo luôn. Tập này thì mình sẽ dụ bò về, sau đó mình sẽ đi mai. Alright, mình sẽ đi mai nha các bạn. Và tại vì có nhiều bạn kêu là mình chơi chế độ sáng tạo gì thì đâu có còn gì gọi là sinh tồn nữa. Có lẽ bạn đó nói cũng khá là đúng, nhưng mà do là có một vài thứ mình phải cần chế độ sáng tạo mình có thể lấy được, chẳng hạn như mấy cái ghế, vì nó là được tạo bởi những cái con Reaper rồi những con gì đó skeleton đồ đó, nên là mình không thể nào mà không cheat được. Oh shit, sao mấy con bò này nó lại không theo mình? Oh, nó theo mình nè. Theo tao, tao sẽ đi dụ thêm một em nữa để về mình có bạn. Mấy con cụ nó thấy mình. What? My god, nhìn lên, con cụ nó lại thấy mình rồi. Rồi, mình sẽ leo lên. Xui vãi. Mình sẽ kiếm một em bò nào đó. Chẳng lẽ không có con bò nào thì sao ta? Mình thấy cừu không? Có con bò của mình đâu? À đây rồi. Cừu, đi theo tao lát mày chúng chết thôi à. Tốt nhất là mày đừng theo. Alright, con bò nào đâu? Con bò của tôi đâu? Oh fuck, hiếm bò đến như vậy luôn hả? Mình thấy toàn là cừu không? Right, let's go. Đi nào. Mình sẽ kiếm được, mình sẽ cố gắng mình kiếm được một con bò nào đó.
Ở cái tập đầu của mình nó mình kiếm bò rất là nhiều, mà sao giờ tập này mình lại kiếm bullshit thì cho một em bò coi. Ơi nó hết rồi, trời ơi mình bỏ lại tụi nó các bạn ơi, chết mình đói rồi, mình ăn coi. Con bò của mình đi nhanh quá. Let's go, để mày. Ơi trời ơi, nó đâu rồi? Mình đi nhanh thì không được, mình đi nhanh là con bò nó lại không theo kịp. What the fuck? Tại sao mình không có tìm thấy một con bò nào hết vậy? Mình đã ra mà sao mình? Tính ra mình đâu có cần phải đi tìm bò như vậy, mình chỉ cần bỏ tiền ra mướn người làm là được mà. Và ở tập sau mình sẽ mướn một nô lệ, ơi không phải, một người Oshin của mình. Oshin mướn rồi thì tiền phải tốn biết bao nhiêu nhiêu tiền á, tính ra tiền tốn tiền tỷ đó bạn, mới có thể là gọi là mướn nó về được. Oshin này nó rất là gọi là nó rất là đòi hỏi vì nó làm rất là nhiều thứ, và ở tập sau các bạn sẽ biết. Đi nhanh lên thôi, về về đi, không kiếm được con bò nào hết. Có lẽ là công cuộc kiếm bò của mình là không thành công rồi, xây cái chuồng nó coi như là bò không rồi các bạn. Thôi đi về luôn theo anh, hơi né cái đoạn này ra, né ra tụi bay lộn chứ bây giờ. Rồi đi về. Sau đó mình sẽ đi đào tìm kiếm một vài thứ, không biết là mình có tìm được cái gì không nữa hay là shit nữa, vì mình không có thể nào quay dài hơn được, vì gọi là như thế nào ta, máy mình dung lượng nó không đủ, máy mình rất là cùi. Và hôm nay mình nhận được một cái comment nó rất khá là buồn. Thực chất là một cái comment này là của một cái người gọi là cũng làm YouTuber nè, cũng chơi Minecraft, cũng là cái lượng người đăng ký khá là cao, lượng người theo dõi khá là cao, nhưng mà do là bạn nó không thích cái một cái gọi là cái câu nói của mình ở trong cái mỗi lần mình kết thúc video, các bạn đó bạn nó không thích, cho nên là các bạn nó đã gọi là comment mình thật sự là không hay một tí nào về mình, cho nên điều đó mình chỉ nói vậy thôi, và chúng ta nên không nên bàn về điều đó quá nhiều. Nó không vô được các bạn. Mình sẽ hay là có cánh cửa này nó không vào được. Vô đó. Vô đây. Rồi, mày đứng trong đây luôn đi. Á đồ mình đứng trong đây luôn hả? Ra nhốt lại. What? Rồi, ok. Ở trong đây, sau tuần nó sẽ kiếm cho mày một cái gọi là mình tính vậy là không ngon rồi. Mình làm một cái cửa ở đây, nhưng mà cái cửa đó lại tụi nó không vào được. Thôi, bỏ đi. Rồi chúng ta sẽ đi đào bới một thứ gì đó. Mình sẽ đào gọi là theo cái kiểu đào thẳng xuống hả các bạn. Tại vì ở đây mình không có thấy cái hang nào có nè. Shader, đẹp ghê. Ơi đuốc, mình không có đuốc nào hết à. Ai phải làm đuốc nữa à. Mình không có gỗ luôn á hả? Có nè, mà sao mình không làm bằng stick. Ok. What the fuck. Ok, mình sẽ gọi là mình đào, cái cách là mình sẽ đào thẳng xuống, không phải là thẳng xuống luôn các bạn, mà là kiểu là chéo chéo xuống như này. Cái cách này là mình thích nhất, rất là thích cái cách này, và mình sẽ làm theo cách này. Còn các bạn đi mai theo cái kiểu mà đi tìm hay cái gọi là gì á thì nó khá là lâu, nó khá là mệt, mình không thích nữa. Thế nào mình học cái cách này bằng từ anh Capo Solo á. Mình rất là nhớ cái kênh đó, kênh làm video game rất là hay, mà tiếc là giờ là không còn nữa rồi, đã muộn quá rồi các bạn ơi, giờ là không có còn làm nữa. Và mong là các bạn hãy
À, và các bạn có còn nhớ đến cái series mà mình mới đăng lên đây không? Là cái series những điều bạn có thể chưa biết về những đứng đẹp, chưa biết về mặt copy các bạn. Không biết là bạn còn nhớ hay không nữa. Ô sắc nè. Sắc này. Đó, mình mong là các bạn hãy, nếu các bạn thấy thích, mình thấy có nhiều các bạn khá là ủng hộ cái video đó. Cho nên là mình sẽ cố gắng làm thêm những cái video về series đó hơn. Và mong các bạn hãy ủng hộ để mình có gọi là cái động lực để mình làm đó mà. Chứ các bạn không kiểu như là bạn không ủng hộ mình nhiều á thì mình cũng gọi là như thế nào ta? Mình cũng khá là buồn, nản nản sao á. Mà đang nói chứ cũng cố gắng làm cho bạn xem. Nói chứ mình cũng cố gắng làm cho bạn xem đúng không? Thực sự là mình rất là thích cái series đó. Mình chuyển qua cái chế độ cặp tay thì mình không có quen, mình quen với cách mà giống cái PC rồi, giống cái điều khiển bằng cái PC á. Sao lâu dữ ta? What? Máy mình hôm nay nó bị cái gì á? À, mình chuyển qua cách này mình làm nó, mình chơi nó sẽ ok hơn. Block nữa. Rồi mình xuống này đúng không? Rồi đào tiếp. Mình mong là cái video này cũng đừng quá dài khiến là nhàm chán. Bởi vì do là mình đang ở hệ điều hành iOS, cho nên là mình không có phần mềm để gọi là edit, cắt đi, cắt bỏ đi bớt những cái đoạn này. Nên mình không có thể nào mà cắt đi được. Nên cái video nó nếu mà có dài các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Vì mình không có muốn vậy đâu. Nhưng mà do là mình không có phần mềm edit. Mình đi mai mình đi kiếm vài thứ vậy thôi. Vài thứ là vặt thôi chứ mà. Chứ chắc là chúng ta là thợ săn, chúng ta chỉ cần thịt thôi. Cần thịt và da thôi. Chứ không có cần cái gì hết á. Xong nói đi xuống nữa tối thui rồi. Mới đầu xuống có một tí mà nó đã tối rồi. Than à, than rồi, chúng ta đã gặp than rồi các bạn. Hồi nãy sắt nó không thay đổi nhưng mà than nó lại thay đổi các bạn. Rất là hay. Mình sẽ lấy than. Mà sao than chúng ta nhìn nó lạ sao á. Cái này phải than không? Sao nhìn nó kỳ vậy? Wow, quá trời luôn. Hiện tại là mình đang ở tầng 38. Mình dùng cái resource pack kiểu như là thêm vào á. Nó tên là cái gì quên rồi, không nhớ nữa. Dưới đây một khoáng sản quá trời luôn các bạn. Wow, mình đào cũng gãy tay luôn á. Mình sẽ cố gắng đào hết cái đống này tại vì mình rất là cần khoáng sản mà. Mình đâu phải là tuy là đại gia nhưng mà phải đi kiếm khoáng sản như vậy nè, rất là khổ, khổ lắm các bạn ơi. Mình tại vì các bạn biết sao không? Mình mới xây cái nhà cho con bò, mới xây cái chuồng cho con bò nên mà hết tiền luôn rồi. Xây cái nhà cho con bò giờ hết tiền luôn rồi, phải đi kiếm sống như vậy nè. Thiệt là khổ quá đi. Và mình cũng đang cân nhắc cái việc mà mình chơi, mình đang định gọi là chơi cái game Liên Quân Mobile nữa, nhưng mà mình chưa biết nữa, tại vì mình chơi game đó rồi, nhưng mà mình chơi khá, nói chung là xui, nói chung là chơi không có hay các bạn. Mình chơi từ cái Liên Quân Mobile á, mình chơi bạc. Mình lên bạc 1 rồi, mình lên vàng 4 luôn. Cuối cùng mình rớt. Mình bị rớt hạng vì mấy cái thằng mà gọi là ốc heo, ốc bò gì á. Tức lắm các bạn. Vô mình đánh, mình rất là cố gắng nhưng mà tụi nó lại không cố gắng nên mình thua. Thì bên mình cũng đang cân nhắc cái việc là có nên chơi Liên Quân Mobile hay không. Hay là what the fuck, sao mà cái gì nhiều vậy. Là một cái bàn rap à. What? Đó, mình đang cân nhắc mấy việc đó. Mình cũng chưa biết phải như thế nào nữa.
mình làm một cái cây sản đi, cái cúp nó đi. Rồi, cái điều này giờ chắc là mình cũng không có cần, mình chỉ cần cúp và sản thôi. Rồi mình sẽ lấy sản mình đào cái này cho nó lẹ, mình đi vô một cái chỗ mà gọi là không có máy gọi là hay ho gì luôn. Đó, mình đang bởi vì mình đang cân nhắc cái điều đó, mình chưa biết là mình có nên chơi Liên Quân Mobile hay không nữa nè. Thì các bạn hãy cứ comment ở dưới cho mình biết ý kiến, và các bạn muốn mình làm về cái video gì thì các bạn cứ comment nha. Vì các bạn comment như vậy thì sẽ giúp rất là giúp ích cho mình về cái việc là làm video game. Thì kênh của mình đã nói rồi là mình chuyên làm về Minecraft BE, nhưng mà để tránh được cái việc là đỡ nhàm chán thì mình sẽ thêm một vài thêm cái game Liên Quân Mobile nữa. Thì cái đó là chỉ ý định của mình nghĩ thôi, nhưng mà quan trọng là các bạn có thích hay không, các bạn có ủng hộ hay không đó, đó mới là quan trọng. Và hiện tại là mình đang ở tầng 26 rồi, mình cố gắng mình xuống với tầng thấp thấp hơn nữa thì mình sẽ kiếm được một cái thứ vài thứ gì đó là hay ho hơn. Mình chỉ sợ đang quay nửa chừng nó hết dung lượng cái là mình ăn cám luôn, mình phải bỏ lại từ đầu luôn á. Đó. Và hôm nay mình buồn quá bạn, buồn lắm. Bị một cái câu nói mà thực sự là người ta không biết là người ta do người ta không thích mình hay như thế nào. Mình chỉ nói trong video và để vui thôi, để có mình có một cái động lực nào đó mình cố gắng mình làm thôi. Mà bị người ta nói như vậy đó, thực chất thì khó hiểu quá. Một kênh lớn mình đi lại đi chết một cái kênh nhỏ, thì trong khi một cái kênh nhỏ của mình chưa làm gì sai hết, chỉ là một câu nói để tiếp thêm động lực cho mình cũng như là giúp cho các bạn cảm thấy hào hứng hơn khi mình làm. Tại vì các bạn thấy mình có động lực làm như vậy thì các bạn cũng hào hứng xem đúng không, cố gắng ủng hộ mình, có như vậy thôi mà. Hồ thôi bỏ qua đi, mình cũng không có muốn chấp những người đó. Tuy là kênh họ lớn nhưng chưa chắc gì họ đã lớn. Ô vàng à, ô quên. Tuy là có vàng rồi nhưng chúng ta không có thể nào được rồi, mình đã tăng 11 rồi. À, các bạn thấy cái animation nè, đó animation cái dạng này lắm nào, đó chớp chớp nè, đó vậy thấy không, quá đẹp. Mình là phải làm thêm một cái bàn rap nữa vì mình không có muốn đi lên, mình không có muốn đi bộ lên đâu, rất là mệt. À, bàn rap của mình rồi. Rồi, sau đó mình sẽ làm một cái lò. Mình sẽ đặt ở đây. À đúng quên. Oh fuck, mình phải đặt ở đây nè. Rồi, mình sẽ nấu sắt lên để mình làm than nữa bạn. Cái than ấy hôm nay nhìn nó kỳ quá à. Nhìn nó lạ lạ sao á. Rồi mình sẽ đào sơ, ở đây có sắt là được, có gì đúng không? Đang ở tầng 11 nè, mong sao là mình tìm được một cái gọi là kim cương diamond gì á. Ok, có nhiều bạn hỏi là mình chơi trên Android hay iOS, thì mình đang chơi trên iOS nha các bạn. Và các bạn kêu mình là tạm làm sao để mình có thể tải được game Minecraft trên iOS này, thì mình xin nhắc lại một lần nữa, đó là cái này là mình mua chứ không phải là mình tải free lậu ở trên web đâu. Vì khi các bạn tải free tải lậu ở trên web á thì sau 7 ngày nó sẽ không cho các bạn xài nữa, sau 7 ngày nó sẽ bị mắc, bị văng ra, không có xài được nữa, và các bạn phải tải lại từ đầu. Đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ mắc hết những gì các bạn đó giờ các bạn làm. Chẳng hạn như là mình đang làm một cái series đúng không, và mình cài một cái add-on vào, nhưng khi mình 7 ngày nó không cho mình dùng nữa, mình bắt buộc mình phải xóa đi. Và sau khi các bạn xóa đi rồi thì đồng nghĩa với việc là mất hết, mất tất cả. Và các bạn khi các bạn tải lại thì nó cũng chỉ là một cái phiên bản mà copy trắng thôi, từ đầu thôi, không có làm được gì hết. Cho nên là mình nói luôn với các bạn là các bạn nào mà tải mấy copy lậu á thì đừng nên có ý định là làm về sinh tồn. Tại vì làm về sinh tồn mà các bạn không có giữ lại được cái sinh tồn của bạn đâu, nó sẽ mắc đó các bạn. Cho nên là nghe lời mình đi, đừng cố gắng làm vì không được gì đâu. Wow, cái dao đó bạn.
Mình rồi. Đây, đây là dao găm Iron Squad. Dao đó bạn. Sọc 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 sọc. Sọc sọc. Nghe chưa? Mình mới làm một cái cúp. Một cái cúp này để mình đào vàng á mà. Đó. Ôi giờ nghĩ là cái chuồng bò triệu đô của mình thấy buồn quá. Chuồng bò xây triệu đô mấy triệu đô mà cuối cùng có một con bò ở à. Quá buồn luôn bạn. Chỉ có một con bò nó ở thôi, còn những con bò khác đâu. Mình chưa biết là mình sẽ đi làm cái gì luôn á. Mình đang kiếm cái gì đây? Nãy giờ mình chưa biết là mình quay được bao lâu rồi nữa. Sao mình đào cho mình không thấy gì hết. Có lẽ là mình nên dừng ở đây và mình sẽ chơi apply để mình tìm được một vài thứ gì đó. Sau đó mình sẽ coi như là chơi, coi như là mình dừng tập này tại đây đi. Và mình sẽ chơi apply và cố gắng tìm một vài lọ khoáng sản. Ok, có lẽ chắc chỉ như vậy thôi, nó sẽ lại hơn. Chứ tìm như vậy rất là lâu. Các bạn thấy không, mình đi tìm rất là lâu và mình đang đầy rương rồi. Rồi, có lẽ là mình sẽ dừng cái tập này tại đây. Và cái tập này là mình đã xây được một cái gọi là chuồng bò triệu đô của mình. Và mình đang đi mai và tìm được một vài thứ khá là hay. Và còn lại mình mua dao găm nữa các bạn. Dao găm nè. Sọc, 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 sọc. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Và nếu các bạn thích video của mình á, thì hãy nhớ là nhấn nút like chỉ một giây thôi, là các bạn nhấn nút like là được rồi. Và thêm một giây nữa các bạn hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi được những cái video mới nhất và hay nhất về MakeupBee của mình. Mình nói như vậy chú ý là để có một cái động lực thôi, chứ không có ý là đả kích những channel nào khác hết. Rồi, và đừng quên là nếu mà video hay thì share, còn nếu không hay thì không cần phải share đâu. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye.